có mặt ở đây để vinh danh những cái thành tựu trong chiến dịch thời gian 4 năm. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Đại. Và ngày hôm nay thì Quang Đại và Thu Anh cũng đều rất là vui và hồ khi mà giải thưởng chúng tôi sắp công bố tiếp theo. Giải thưởng đầu tiên là sáng kiến khởi nghiệp thời trang của năm trong khuôn khổ của SR Fashion Awards 2020. Và kính thưa mọi người, thì cùng với sự chuyển dịch của nhóm lượng của khách hàng và sự phát triển của mạng xã hội, thì mô hình kinh doanh thời trang ở Việt Nam hiện tại không chỉ dừng lại ở là mô hình bán lẻ hoặc là cung ứng về may mặc, mà còn phát triển những cái sản phẩm có tích hợp giữa kỹ thuật và công nghệ. Và những cái sáng kiến khởi nghiệp của chúng tôi sắp công bố sau đây thì rất là tự hào khi có rất nhiều sản phẩm là những cái sự sáng tạo của những bạn trẻ Việt Nam. Và tất cả những sản phẩm này đều có tiềm năng phát triển rất tốt trên thị trường và cũng như là đem lại cho rất nhiều sự chọn mới cho quý vị khách hàng. Và bây giờ xin mời mọi người hãy hướng mắt lên màn hình để theo dõi những đề cử của giải thưởng ngày hôm nay. Box. Và sớm thôi thì tất cả chúng ta sẽ chuyển giao từ mô hình 4.0 sang 5.0, từ nền công nghiệp kỹ thuật số sang nền công nghiệp cá nhân hóa người dùng. Và theo như tất cả chúng ta đã thấy thì tất cả các thương hiệu thời trang nội địa đều rất tập trung và chu đáo đầu tư và truyền tải những ý nghĩa, những thông điệp, những ý nghĩa có giá trị cho những chiến dịch thời trang của họ. Họ đã mang đến những hình ảnh, những thước phim rất là giàu cảm xúc và chạm đến tấm lòng của công chúng. Và sau đây là những đề cử cho chiến dịch thời trang của năm. Thời trang của năm xin được chúc mừng chiến dịch Fashion Destination của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.